Chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ học về các loài động vật hoang dã nhé. Con gì đây? Con chó sói. Wolf. Wolf. Con gì đây? Con hổ. Tiger. Tiger. Con gì đây? Con ngựa vằn. Zebra. Zebra. Con gì đây? Con hươu cao cổ. Giraffe. Giraffe. Con gì đây? Con hà mã. Hippo. Hippo. Con gì đây? Con chuột túi. Kangaroo. Kangaroo. Con gì đây? Con voi. Elephant. Elephant. Con gì đây? Con gấu. Bear. Bear. Con gì đây? Con khỉ. Monkey. Monkey. Con gì đây? Con hươu. Deer. Deer. Con gì đây? Con bò tót. Gaur. Gaur. Con gì đây? Con cáo. Fox. Fox. Con gì đây? Con tê giác. Rhinoceros. Rhinoceros. Con gì đây? Con cá sấu. Crocodile. Crocodile. Con gì đây? Con báo hoa mai. Leopard. Leopard. Con gì đây? Con tinh tinh. Chimpanzee. Chimpanzee. Con gì đây? Con gấu trúc. Panda. Panda. Con gì đây? Con rắn. Snake. Snake. Con gì đây? Con cừu. Sheep. Sheep. Con gì đây? Con lạc đà. Camel. Camel. Con gì đây? Con sóc. Squirrel. Squirrel. Con gì đây? Con đà điểu. Ostrich. Ostrich. Con gì đây? Con voi mammoth. Mammoth.
Mammoth. Con gì đây? Con đại bàng. Eagle. Eagle. Con gì đây? Con rồng Komodo. Komodo dragon. Komodo dragon. Con gì đây? Con dê. Goat. Goat. Con gì đây? Con sư tử. Lion. Lion.